sư tử có thể đạt tốc độ tối đa 80 km/h. Nhưng tốc độ chạy nhanh này chỉ kéo dài dưới 3 phút. Việc không duy trì tốc độ chạy nhanh được lâu, chúng phải kết hợp với chiến thuật rình mồi, hay còn được gọi là mai phục đánh lén. Màu của cỏ sẽ giúp chúng thuận lợi tiến sát đến con mồi. Chúng tận dụng mọi thứ có sẵn trong tự nhiên để ngụy trang. Ngay cả màu của đất cũng hòa lẫn màu da của sư tử. Kết hợp với sự chói chang của ánh nắng, chúng đã có một khoảng cách lý tưởng. Trong khi đó, trâu rừng vẫn không hề hay biết gì về kẻ đi săn. Nó cố gắng cảm nhận xem có nguy hiểm gì không. Nhưng mọi thứ đều đang chống lại nó. Chỉ cần đánh hơi được mùi của sư tử, nó có thể bỏ chạy trước. Nhưng sư tử đã lường trước được vấn đề này. Sư tử luôn đi ngược chiều gió. Cánh gió thổi đưa mùi của sư tử bay đến con mồi. Cuộc tấn công chớp nhoáng, trâu rừng bị bao vây. Đánh trả là cách làm duy nhất. Nó phải liên tục xoay tròn để bảo vệ phần thân sau. Nhưng sư tử quá khôn, chúng tấn công cả trước lẫn sau. Đến phía trước chỉ là đồn nghi binh, phía sau mới là mục tiêu bắt trâu. Một kế hoạch đi săn hoàn mỹ, nhưng việc kết liễu một con trâu to khỏe chưa bao giờ là dễ dàng. Con mồi còn thở là còn sự chống đối. Sư tử cố gắng cắn mạnh vào vòng cổ để bóp ngặt đường thở của con mồi. Khi không thở được thì sẽ không có sự kháng cự nào. Bị dồn đến đường cùng, con trâu dùng hết sức lực để bật dậy. Nó đã thành công. Kẻ đi săn cố gắng chống chế, chúng phải giật con trâu xuống lại mặt đất. Sức mạnh của sư tử đực được phát huy tối đa. Nó vừa chế ngự cặp sừng, vừa thì đè con mồi xuống dưới lại. Nhưng với con trâu, khi cái cổ nó được giải phóng thì sức mạnh lại trở về. Kẻ gặp nạn bắt đầu hút túi bụi vào sư tử đực. Nó đã đánh bật được con sư tử đực ra ngoài. Cuối cùng là đánh bay cả những con sư tử cái. Trở về từ cõi chết, nó chẳng khác gì một chiến binh phi thường. Một nghị lực sống mạnh mẽ, một chiến thắng huy hoàng. Không thể hạ gục trâu rừng, nhưng sư tử lại hạ gục được hươu cao cổ. Làm cách nào mà chúng lại có thể khuất phục được gã khổng lồ này? Hươu cao cổ trưởng thành cao tầm 4,3 đến 5,7 m, trong khi sư tử chỉ cao tầm trên dưới 1 m. Tuy nhiên, việc cao lèo khèo không mang lại tác dụng gì cho hươu cao cổ trong cuộc chiến với sư tử. Ngược lại, nó còn làm cho gã khổng lồ trở nên vụng về hơn. Chiếc cổ dài của hươu cao cổ có thể giúp chúng phân tranh hơn thua với đồng loại, giúp chúng hái lá cây dễ dàng. Bên cạnh, còn giúp chúng phát hiện ra sư tử sớm để bỏ chạy. Khi bị sư tử bao vây, chiếc cổ dài cùng cái đầu cứng của gã khổng lồ trở nên vô dụng. Chúng không thể cúi xuống thấp để đánh sư tử. Mạng sống của chúng phụ thuộc hết vào bóng trăng. Những cú đá của hươu cao cổ gây ra sát thương cao. Nếu chúng đá trúng đích, có thể làm gãy xương sư tử. Con hươu cao cổ này đã thấm mệt sau cuộc chạy đua với bầy sư tử. Nó đã vắt kiệt sức lực cho cuộc chạy trốn bất thành. Chưa kể, bóng chân của nó đã bị trọng thương. No. Trong lúc bị truy đuổi, nó đã sơ ý để sư tử cắn được vào chân. Việc nó còn đứng được ở đây chỉ là sự gắng gượng. Giờ, nhiệm vụ của bầy sư tử là vật ngã con hươu xuống mặt đất. Để làm được việc này, chúng phải thi nhau nhảy lên mình của gã khổng lồ. Chúng dùng trọng lượng của cơ thể để tì đè con hươu xuống. Mỗi con sư tử cái có thể nặng hơn 100 kg. Nếu chúng thay nhau nhảy lên lưng hươu thì tạo ra một trọng lực cực lớn. Trước sau gì gã khổng lồ cũng đổ gục. Con hươu vẫn tìm cách chống trả. Nó hất văng con sư tử ra. Chạy không nổi, nhưng nó vẫn cố di chuyển để né đòn tấn công.
Rõ ràng một cái chân sau của nó bị thương nghiêm trọng. Đây là một điềm báo rất xấu. Khi sức mạnh là đôi chân bị hủy thì rất khó có con vật nào tồn tại được lâu. Để săn bắt công hưu to lớn này, sư tử phải huy động tất cả thành viên. Không có gì vượt qua được sức mạnh tập thể. Nhờ thân hình thon gọn, cơ bắp giúp sư tử cái phóng lên mình con hưu rất dễ dàng. Những đòn đánh liên tục đưa ra, gã khổng lồ tuyệt vọng vung chân đá trong vô thức. Những cú đá yếu ớt kém hiệu quả, chỉ cần nó ngã xuống đất thì xem như cuộc đời nó chấm dứt tại đây. Sư tử lại vòng ra phía sau để thực hiện cú lao lên. Con hưu thực sự không ổn, chân nó vừa nâng cơ thể to lớn vừa bị sức nặng sư tử đè, bốn chân không thể trụ nữa. Gã khổng lồ sụp đổ. Chỉ chưa có thế, kẻ đi săn nạp vào tận hưởng bữa đại tiệc, chúng như thể bị bỏ đói nhiều ngày. Với sư tử, không có gì là không thể. Chúng rất thích mạo hiểm khi dám thử sức với kẻ mạnh nhất, voi châu Phi. No. Con sư tử cái rất dễ sợ. Nó thực hiện cuộc săn đơn độc. Đấu tay đôi với một con voi to lớn. Thay vì tấn công từ phía sau, thì nó lại chọn tấn công từ phía trước. Tấn công vào vòng đầu. Sư tử làm cho voi mất phương hướng, không thể bỏ chạy. Kẻ đi săn tính toán rất kỹ lưỡng. Nó đang phá hủy đôi mắt làm mù con voi. Một miếng đánh rất đau. Sư tử cái rất tự tin vào sức mạnh của bản thân. Nó đang cố kéo ngã con ngồi to xác này. Phải công nhận, nó là một tay thợ săn cừ khôi. Nhưng trong cuộc chiến này, sư tử cái đánh giá quá thấp con mồi. Con voi chẳng qua bị mất bình tĩnh trong thời gian ngắn. Nó bị rối loạn trước đòn đánh phủ đầu của sư tử. Sau khi định hồn lại, nó đã bắt đầu phản công ngược. Chỉ một cái vòi dư sức khắc bay sư tử cái ra. Ý định tấn công lại sư tử cái vừa mới hình thành trong đầu nó. Cuối cùng, sư tử cái thấm mệt, đã bỏ chạy không dám quay đầu.